Xin chào các bạn, trên tay mình đây là tai nghe True Wireless của Moza có mã hiệu là Q7. Thì đây là một cái tai nghe mà mình thấy nó khá là rẻ và có chất lượng rất tốt. Giá của nó đang bán tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá là 525.000 đồng, với chính sách bảo hành là 1 tháng lỗi là 1 đổi 1. Đây là một số các cái tính năng nổi bật của máy bằng tiếng Anh. Và bên này cũng thế, nó sẽ demo cho mình xem bằng các cái hình ảnh chi tiết minh họa. Đặc biệt thì các bạn có thể thấy là có chức năng đàm thoại HD nha, Voice, HD Voice. Và chúng ta sẽ có máy sử dụng là Bluetooth 5.0 này, khoảng cách hoạt động là 10m này, có cái hộp sạc 400mAh, thời gian đàm thoại với nghe nhạc khoảng 5 tiếng, thời gian chờ là 160 tiếng, trọng lượng là 53g. Và cái hộp sạc này có thể sạc đầy cái tai nghe này khoảng 3 lần nha anh em. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình khui hộp để xem là bên trong chúng ta sẽ đi kèm các phụ kiện gì nhá. Cách đóng hộp khá là đơn giản. Ở phía dưới cùng này thì chúng ta sẽ có một cái túi zip nhỏ. Trong này thì chúng ta đựng một cổng cáp USB A qua micro USB để có thể dùng sạc cho cái hộp. Trong này thì chúng ta sẽ có hai cặp tiếp nữa là cặp tiếp size L và cặp tiếp size S. Còn cặp tiếp size M tức là size trung thì đã được Moza gắn sẵn ở trên tai nghe rồi, và sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cũng như là tiếng Anh. Thì mình khuyến cáo với các bạn trước khi sử dụng thì chúng ta nên đọc kỹ sách hướng dẫn này, tại trong này nó sẽ có hướng dẫn cho các bạn các cái cách thao tác nhanh trên cái tai nghe, bởi vì tai nghe này không có cảm ứng, nó là nút cứng nha. Nên đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng. Và đây là hộp sạc 400mAh của chúng ta, được làm bằng nhựa ABS và phủ nhung khá là mềm. Theo mình quan sát thì cái hộp sạc này có cái mức độ hoàn thiện cũng rất là tốt. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái nắp nhựa trong và màu đen ở đây để có thể nhìn thấy sạc bên trong. Cái hộp sạc này thì có 5 châm hút nha, chứ không phải dán nắp gài. Đây là một trong những mà điểm mà mình rất là thích, tại vì nó rất giống các dòng tai nghe True Wireless cao cấp khác. Và cái máy này thì được sạc bằng cổng sạc micro USB nha. Cái hộp sạc này sờ rất là sướng anh em ạ. Còn đây là hai tai nghe True Wireless của chúng ta. Hai tai nghe này khá là nhỏ, chất lượng hoàn thiện tốt, mà mình không biết là cái cảm giác gắn vào tai nó có thoải mái hay không. Phím bấm ở trên tai nghe là phím bấm dạng cứng nha, chứ không phải dạng cảm ứng. Đó, và khi thao tác thì chúng ta sẽ bấm vào, khi mà nghe nó phản xạ tạch tạch á, là mình biết là mình đã thao tác thành công rồi. Như mình nói lúc nãy thì hai tai nghe này có mic để hỗ trợ đàm thoại, tuy nhiên không có chống ồn. Vì vậy nếu mà anh em muốn đàm thoại thì tốt nhất là nên lựa chọn khu vực yên tĩnh, nếu không thì người ta sẽ không thể nào nghe cái giọng mình nói được đâu ạ. Mặt trong thì chúng ta sẽ có các cái ký hiệu là bên trái và bên phải, cũng như là hai chân tiếp xúc với bộ sạc của hộp sạc. Và chấu sạc trên hai cái tai nghe nho nhỏ này thì cũng có nam châm nha, tức là khi các bạn đặt xuống thì nó cũng sẽ hút lấy hộp sạc rất là chắc chắn. Đó, khi các bạn đặt xuống nhẹ thôi là nó sẽ hít lấy hộp sạc và ngay lập tức là nó sẽ được sạc pin. Các bạn vui lòng đặt giúp mình đúng chiều nha, bên phải là R và bên trái là L. Và để có thể kết nối, chúng ta sẽ lấy cả hai tai nghe ra khỏi hộp sạc trước, mở nguồn cả hai bên tai nghe lên. Và tai nghe bên trái và bên phải sau khi mà bật nguồn thì nó sẽ tự động kết nối lại với nhau. Sau khi mà hai tai nghe kết nối lại với nhau và đèn trên hai tai nghe ngừng nháy thì các bạn mới có thể dùng điện thoại để kết nối với tai nghe này, lúc đó thì cả hai tai nghe mới hoạt động được. Kết nối xong thì mình sẽ không cho lại hộp sạc nha. Ngay khi mà các bạn đặt vào hộp sạc thì là nó sẽ tự động nó mất kết nối liền. Tức là sao ạ? Tức là hai tai nghe này hoàn toàn có thể hoạt động độc lập được. Và nếu mà các bạn không kết nối hai tai nghe này lại với nhau trước thì khi các bạn kết nối với từng cái riêng lẻ thì nó cũng sẽ cho ra từng âm thanh riêng lẻ. Đơn giản là vậy thôi ạ. Thì mình xin nhắc lại là cái việc mà kết nối hai tai nghe lại với nhau rất là dễ nha. Các bạn chỉ việc là lấy ra khỏi hộp sạc, mở nguồn cả hai cái lên thì tự động là nó sẽ kết nối lại với nhau. Về cái vấn đề mà reset thì các bạn sẽ có thể tham khảo trong sách hướng dẫn sử dụng để có thể reset lại cái kết nối này trong trường hợp cần thiết. Và bây giờ thì mình sẽ mở thử một đoạn nhạc để mà mình nghe thử xem chất lượng âm thanh của nó có hay hay không nha. Mình đã gặp phải đôi chút khó khăn khi mà đút hai cái tai nghe này vào tai, tại vì mình không biết là chiều nó lên chiều nó xuống. Có vẻ như là nó lắp vào tai thì không được thoải mái cho lắm. Đó, mình đang khá là bối rối, không biết là để chiều nó lên chiều nó xuống cho nó phù hợp nữa. Và theo như mình ở đây thì để thoải mái hơn nhất thì các bạn sẽ quay cái phần có chữ ở bên trong của tai nghe hướng lên phía trên nha. Cảm giác đeo thì không thật sự tốt lắm.
Tuy nhiên thì mình đánh giá rất là cao về cái âm thanh của cái tai nghe này. Âm thanh của tai nghe thì có âm bass khá là chắc, tuy nhiên giải chép thì hơi bị lùi, và mình thấy cái độ sáng của âm thanh thì khá là tốt. Đây là một trong những điều mà mình đánh giá khá là cao đối với một chiếc tai nghe True Wireless mà giá rẻ như vậy. Đây thì mình đang xem một cái đoạn clip hài của anh Đức và Hiền Hồ trên YouTube. Nhạc bass đập rất là tốt, rất là hay và âm lượng khá là lớn nha. Khi mà mở hết cỡ lên thì có thể là nó sẽ hơi bị khó chịu một chút xíu đó. Các bạn lưu ý giúp mình là khi các bạn không tắt tai nghe và đặt vào hộp sạc thì nó chỉ ngắt kết nối với điện thoại nhưng nó vẫn hoạt động. Tai nghe thì phải hoàn toàn bật tắt bằng tay. Tức là khi mà anh em dùng xong thì nhớ tắt một trong hai cái tai nghe trước, sau đó mới đặt vào hộp sạc và đóng nắp hộp sạc lại nha anh em. Và trong trường hợp mà như mình nói lúc nãy, nếu mà không tắt tai nghe thì ngay khi anh em lấy cái tai nghe ra khỏi hộp sạc, nó sẽ lại kết nối trực tiếp lại với điện thoại một cách rất là nhanh chóng. Thì nếu mà anh em mà cảm thấy không có quá khó chịu về cái vấn đề mà bật tắt của máy thì mình có thể khỏi tắt luôn, để mà hộp sạc cho nó tự động nó sạc tiếp thôi, xong lấy ra để xài liền ngay lập tức luôn thì rất là ok. Và anh em thì cũng nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, tại vì trong đó thì nó có rất nhiều các cái cách hướng dẫn, các cái mẹo để sử dụng tai nghe. Nhìn chung đây là một chiếc tai nghe True Wireless mà mình thấy là rất là tốt trong tầm giá 500.000 đồng. Một chiếc tai nghe thực sự ấn tượng với mình về cái thiết kế cũng như là về chất lượng hoàn thiện. Vậy thì anh em thấy sao thì vui lòng để lại comment phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo.